Hello mọi người, mình là Cà Bu nè. Mọi người đã biết tin gì chưa? Đó là kênh Play Together của chúng ta đã đạt 10 triệu lượt về nước rồi đó mọi người. Chắc tất cả mọi người ở đây cũng đã biết là chúng ta đã có một cái sự kiện, đó chính là nếu mà Play Together đạt mốc 10 triệu lượt về nước thì chúng ta sẽ có phần thưởng, đó là 300 kim cương và 2 quả trứng. Và mình cũng chưa bao giờ nghĩ tới con số đó, vì con số đó thực sự rất là lớn. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để mà lấy được 300 kim cương và 2 quả trứng cao cấp nha. Đầu tiên thì các bạn truy cập vô trang Play Together nha mọi người. Cái con tích xanh ấy, mọi người bấm vô, nó sẽ có cái nút là nhận quà tại đây, thì mọi người bấm vô cái link đó nha. Thì nó sẽ dẫn tới một cái trang khác. Ở đây thì tài khoản game của mọi người liên kết với cái nào thì mọi người bấm vô cái đó nha. Còn nếu như mọi người bấm vô Facebook mà nó mà hiện là đăng nhập thì mọi người sẽ nhập cái tài khoản Facebook của mình vô thì sẽ được nha mọi người. Còn nếu như mọi người mà bấm vô mà nó hiện lên cái màn hình trắng thì có nghĩa là đang bị lắc nha mọi người, do số lượng truy cập vô quá nhiều. Còn đây nếu mà mọi người bấm vô được thì nó sẽ có cái nút là nhận quà, thì mọi người chỉ cần bấm vô đó thì phần quà sẽ được gửi về hộp thư cho chúng ta nha mọi người. Lúc đó thì mọi người chỉ cần bấm vô game thì nó sẽ có ở trong đó. Bây giờ thì mình bấm vô nè. Đấy, nó đã hiện là chúc mừng bạn được nhận quà. Nó mà hiện như thế này là được nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ vô game thử xem phần quà có ở trong hộp thư không nha. Đây, bây giờ thì mình sẽ kiểm tra điện thoại nè. Đây thì mình đã nhận được phần thưởng của sự kiện rồi nè mọi người. Đó là 2 quả trứng cao cấp và 300 kim cương nha mọi người. Chúc mọi người thành công!